Giờ con no, con muốn ngồi đây luôn á, con muốn đi đâu, không muốn làm gì luôn á. Nó no cứ cỡ vậy á. Đi ra con Trăng chơi. Mẹ, xô. Đi đường này nè. Đi đường này nè. Mang dép vào ba nè. À đây, đi đi vào đường này nè, nghe vào đây nè, đây dép vào đây nè. Đi mẹ, đi chơi. Con Trăng khổng lồ qua đây nè. Mượn một cái dép của ba. Đi mẹ. Đây chơi. Mẹ con chưa biết con Trang có gì ba. Đi đường này không được, ngoài đi đường đó đi. Mẹ làm câu ca cỏ mẹ. Đâu rồi? Đăng cái clip ca cỏ lên mọi người cũng coi cũng nhiều á. Ca đấy, làm bài đấy. Mình về quê mình cây nhà lá vườn, mà ở miệt vườn miền Tây là mọi người hình như đa số ai không biết ca cổ. Dì ba ca cổ được không dì ba? Ca được không, làm bài nè, trước khi con Trang nghe, coi nghe mà mẹ con ca cổ nha, làm bài mà con câu cũng được, con câu cũng được, đem lệnh chùa quan đi đây gì Sơn ca ơi đi. Làm bài đi, trời muộn chết. Đâu, Trăng đâu? Không quá hả? Đi sao? Đây. Đây đây nè. Để quên mẹ thôi. Ờ, mất cười chết. Đó, giờ mình đi vừa đi, mình vừa ca, giống như mình ngẫu hứng, mình đi ra vườn, mình hát gì đó. Hát đi. Đó, bà nè. Con Trăng. Xua thua rồi. Mẹ nói thì ca nhạc được nhưng mà ca cổ nó không biết, con cũng đâu biết đâu. Nhưng mà sao ta, nhưng mà sao nó nó tối nha, không quay được á chứ. Nè, con đứng sát bên đây nè, nó thui à, nè nó thui vậy đó. Đâu được đó, xuống 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 nó kìa, nó lú cái đầu cái kia xuống. Trời ơi, cái đầu thôi nha, cái đầu thôi nha, còn cái mình nó bự dữ lắm, bự nó bằng cây chuối cây vậy á. Sợ vậy, nó đông trùng mà. Ủa, sao nó sợ kìa. Ủa, nó le lưỡi rồi. Mẹ lại đây coi, đã tới đây, lại đây coi nè. Gà dì ba gàn phá rồi, cứng ngắc rồi, nó bự dữ lắm nè. Mà tại nó tối quá nên không hay quay được nguyên người, nó nằm một đống bự dữ lắm bự. Cái này mà buổi tối mà nó nằm ở ngoài đường, người ta đi ngang người ta thấy nó chắc người ta xỉu á. Xô thấy không con? À, thấy camera cái lú đầu ra nè Xô. Nó làm á, mình thấy mình cũng giật mình luôn. Thấy nó cũng lanh lợi quá nè. Thì ba nói là nó ăn thịt chuột á. À, cỡ nó, trọng lượng của nó là nó ăn được 6-7kg á. Con gà, con chuột, ông ngoại nó quấn. Chuyện ba với ông ngoại nó quấn. Nó quấn cho nó mềm xương luôn rồi nó mới nuốt. Ở vừa ta. Chứ không phải là nó nuốt nguyên con bự 60 kg đâu. Rồi có mộng đó, dăm bậy chỗ nào coi, dăm bậy nó vô. Xem vô. Vậy hả? Ôi vừa này cao quá trời vậy hả? Ủa thôi vừa rồi sao nó bẻ được hay ta đó. Đi vô, xong vô con. Đây này sao gần nhà đừng để nó nghe. Thôi đi nhà. Vô. Nó thiệt đừng có nên tầm gần nhà. Ừ. Mấy cái này đốt lấy tủ hủ vừa ăn được rồi nè. Ừ. Đúng rồi, đừng có tầm gần nhà nữa. Tủ hủ vừa mà mọi người mà đốn rồi mà nhiều quá ăn hết, lỡ ăn hết biết làm gì không? Ngâm nhấm đường. Trời ơi, ăn nó ngon chưa từng thấy luôn. Nó giòn mà nó chua chua ngọt ngọt. Y như là mình ngâm cà rốt của cái rắn mình ngâm chua á. Ăn ngon lắm. Mẹ con làm nó ăn mới ăn thử ngon nha. Cứ đốt đi. Đừng nên trồng gần nhà nữa. Trồng gần nhà là mình mua từ ra vừa lùng á. Vừa sim lùng á. Rồi bây giờ đưa giọng đông đưa, đông đưa đưa giọng hát bài ca cổ đi bà ngoài. Đó rồi. Giọng ca cổ rồi nha. Ăn cơm no à, hát không nổi. Dì ba hát bài gì ba? Ca nhạc cũng được.
Hồi đó có đi nhạc sống không? Không. Hồi đó giờ không đi nhạc sống không hát gì luôn hả? Mẹ con hát được. Mẹ hả? Cũng ít không có lên nhạc sống không lên hát luôn hả? Mẹ hát bài hả? Hát tự nhiên ngẫu hứng á thì hát dữ lắm hát nha. Đúng rồi. Ngồi hát rồi ở nhà ngồi giọng hát mình chứ còn đưa lên máy quay lên cái kia không hát. Tin con dễ gì có con chó hả trời? Chắc là nó thương vậy, nó xù phái nè. Y dương chi qua qua, với mỗi nhọn nhọn một chút ít. Nhỏ con thấy thương, thấy tội nghiệp quá ha. Tình chung năm nay lớp mấy à? Lớp 6, lên lớp 7. Qua đại học được cũng trước. Ở trển được, có một cái là sau này nó đi học rồi khỏe. Ừ, khỏe, có nhà. Khỏi nhà, nhà trọ. Khỏi đi xa. Mấy đứa như này đi tỉnh thì phải... cái này dựng ba thiết kế đóng gì ta. Ừ, trời ơi, đúng nghề. Bên hay lắm. Con nhìn tới cái gì là con thấy rồi là dựng ba đóng. Thì ổng đóng thôi, xài không có mùi đâu. Ghê. Thu lên đây nằm Thu. Không qua đóng à. Hôm nay ra hàng ba mà nhậu chỉnh chỉnh đi về mà nằm đóng cửa ở ngoài ngủ của sư. Cũng phải cần ngủ. Đâu sợ. Có quạt có giọng thẳng đó. Nhiều nhiều khi giận giận ông đi nhậu đi ở nhà tôi đóng cửa ông khỏi vô. Thôi khỏi đi đóng đóng đi. Rồi. Nhậu tới khuya về không giờ về đây ịt ra đây bụi dám khác bên. Khéo chứ, dựng ba khéo chứ đóng đợi mấy cái ghế dễ cây dựng ba đóng làm cái ghế ngồi nè. Thiệt luôn á. Cái bộ ngựa nè. Cười. Đó làm thằng nướng đó. À vậy hả? Nó làm ở đây đó hả? Ờ. Mua thùng để bên thì làm cái là ngay chỗ con căng đó đó. Ừ, để cái thùng lên đó. Ừ, kéo vào đây ha. Rồi sàn nước đây ha. Phải rồi. Thì đây hợp lý rồi. Chuẩn bị rồi đó. Quá trời sạch luôn. Hết đam thì ai thả rồi. Chứ đám tiệc đồ khỏe. Đây không có sàn nước sao chịu nào đó được. Ai nấu vừa đi gần gần đừng để. Nhà nhà rồi. Chú coi tình hình không? Coi tình hình không? Mà ba mở tình hình cho coi. Đây coi bà ba mở tình hình lên coi. Coi đài chứ không phải coi mạng. Thấy gì ba vô mạng chịu coi cũng đỡ buồn ha. Lên mạng đủ thứ cái coi gì ba ơi. Tình hình màu đồ ngon lành kìa. Xe anten ha. Có khi nào nó bị cát không trong được không ta? Nhiều khi nó xây thì nó mất tín hiệu. Mất tín hiệu hả? Vô mạng không rồi đó, ngon lành luôn. Vô được bình thường luôn, thì bình thường. Là truyền hình với ông ba kìa. Đủ đài luôn, nhiều lắm. Ừ. Coi ra đây làm thì coi đây vô tổng hợp. Ở đâu cũng có kìa. Ở đâu cũng có truyền hình, nhà vậy ba, 5 cái truyền hình luôn rồi. Lên lầu cũng có một cái, trên trước cửa ở trong nhà nó chỗ nấu ăn cũng có một cái, ở đây ngoài sao biết sao cũng có một cái, ở trong nói chung là 5 cái rồi. Mà bà lấy gói rồi cho nằm kìa xưa. Rồi ngồi lại đây có gì đâu, bình thường lắm, có sợ gì, có sợ gì á. Nó sợ ông qua làm cho sợ không, sợ không chắc hả? Nó ngồi cái nó thụng xuống á, nó giật mình á. Sao đâu, không xuống cũng thôi đi đó à. Không, sao vậy? Không, sao vậy? Sợ. Về đó hôm qua cũng cười. Chưa, không sợ đâu mà. Vậy dùng ba đóng gì có sợ không? Không. Thử rồi, ông ba thử rồi con ơi. Trời ơi sao con đụng với nó im re xuống nó thấy thương quá vậy. Cưng thấy sức không? Đó kìa. Trời ơi. Cưng thấy sức không? Trời ơi. Ngoan nha con em. Thương nha, hiền nha. Hai cái đầu mốt mà không biết tắt cái nào. Trời đẹp quá. Cảm ơn anh. Dưới thì nhà tên đóng cửa lại nha đi. Ừ đóng không à? Ừ. Ít có mở lắm. Đừng đúng rồi, mình ở nhà dưới không à. Đi. Vậy hai vậy ba để xe rồi.
cứ đi. Giờ mình đi giờ mình sao ra nhà đóng cửa cứ đóng cửa lại. Rồi tính gì quá đại vậy? Đúng rồi, tại vì có người mình dịch nó hỏi để chờ chờ lại cho dựng ba. Mấy tính dịch về dựng ba ấy. Mình ăn đi con hết ăn hoài à. Thôi gần gần cái đóng nữa. Bánh không? Đâu con uống miếng miếng nữa lấy dâm đi. Hậu uống đó. Hậu uống nó dâm bằng cái ca xanh đó. Tao uống gì nó cũng. Sao coi? Lót nước kia rồi lót này. Này hay sao? Uống cỡ cái nước biển là sao không không? Không, bình thường. Uống bình thường chứ không có gì đâu. Có gì đâu. Xin đó nha, mẹ nuôi chó, người ta nuôi mèo, tỏ anh tại cái nhà nuôi chó nuôi mèo. Rồi nó đá thì nó ỉ không biết đường nào. Ngồi đây nãy giờ giết rồi không chịu vô. Vô rửa tay đi con, rửa tay rồi đi về. Gần 3 giờ rồi, 2 giờ 45 rồi. Gần 3 giờ chiều rồi. Này uống tới nước dừa luôn, quá trời non, cái bụng ốc ách đi lắc kêu như trái dừa khô kêu. Lúc lắc. Trời ơi, dì ba đừng có túm đồ ăn gì cho con đem về nha. Trời ơi. Ăn quá trời ăn rồi, con có sách về đâu để dành ăn đi. Sách mấy trái cốt với mấy trứng vịt lộn là dữ lắm rồi đó. Ừ, nhưng mà tùm túm. Trời ơi, cái gì vậy? Gì làm gì vậy? Trời ơi, cho ba. Không, gì nữa. Trời ơi, trời ơi. Giống như đi ăn đám giỗ, sao mà xách đồ ăn đem về vậy trời? Trời ơi, vô con quá trời quá đất. Mà về đường kia phải không? Ừ? Mà về đường chảo phải không? Về đường này cũng được. Về đường này đi cho nó khỏe. Ừ. Về xuống ngoài cũng được. Đi đường đó, đi đường đó. Ừ. Kìa. Ủa sao chị đi bằng gì mà đi xe đạp đậu xe nó chở không được hả? Chở luôn đường nó đi từng bên đường nhỏ sợ văn bò bao. Đi. Để chờ vậy đi ra. Đây. Chở mẹ được. Đường gì ba dễ chạy, chạy tới phà cái về bển mẹ con chạy xe đạp. Có nó mua hiểm nên con thưa ba con về. Về đi. Rửa tay chưa con? Ô túi để này đó. Ừ, đưa ngoài kìa. Cái này nó hư hơn vậy mà. Hư vậy mà. Ừ, vậy đó. Đùm túm đồ đạc kìa. Đi ăn xong rồi có đồ ăn đem về nữa nè. Có mẹ chờ chứ không có cũng không có. Quá. Rồi. 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 Rồi
đi về. Xe ra đây. Điện thoại cho nhớ, điện thoại con thôi. Rồi, mẹ bỏ máy rồi. Bên chị Ba khỏe vậy ha. Đi Mỏ Cày cũng được, đi thành phố cũng được, đi lên Chợ Lách cũng được chứ. Và để mà dừng xe con khác mình bỏ bóp thì thở bóp lên. Về tới Phà chiều nước lớn, gió mát quá, mát luôn, mát thiệt luôn. Con đi vô tấp bên đây, người ta đang chạy xe đó. Mẹ về đây nhãn thăm ba lần, có bắp chuối nữa. Rồi bây giờ ra xuống Phà đi về thôi. Giờ đi về qua Cù Lao, lại về Cù Lao. Con với bé Su ghé Bách Hóa 4K ngay chợ nè, ngay bên hông chợ, mua bịch bột mì đi về làm bánh cho Su. Cái gian hàng bột mì đây, quẹo vô gian hàng bột mì mua một cái rồi đi về. Ủa phải đây không ta? Đây bột mì đa dụng nè, làm bánh pizza rồi. Ngân cũng hay mua bột này nè. Nói chung là làm gà rán hay làm bất cứ cái món chiên tép chân bột nữa. Tất tiền. Như em 12.000. Bột này làm bánh cho bé Su nè. Bột mì, bột năng, trứng gà, sữa đặc, sữa tươi, với chút muối. Mà nếu mà không có
sữa đặc mà có sữa tươi không thì mình nêm đường, còn có sữa đặc thì nó có độ ngọt rồi thì mình khỏi bỏ đường vô. Đó, mình quậy cho nó sệt sệt vậy nè. Xưa ngồi gọt mấy cái vỏ cam ra đang dắt nước uống cho nó đừng có bị the. Mấy trứng vịt lộn gì ba cho đem về. À, nãy qua dì ba chơi xong dì ba cho mấy trứng vịt lộn đem về nữa chứ. Mua 10 trứng ăn 4 trứng. Rồi còn 6 trứng dì ba cho đem về. Kêu để lại cho Dượng ba ăn mà dì ba nói thôi Dượng ba cũng không có ăn. Nhưng mần cho người ta là chiều tối mới về đó. Lập xưởng là ngân chế nước lạnh vô ngân chiên. Rồi mình cắt lát về đặng cho nó nhanh chín cả nhà. Mình chiên nguyên chiếc cũng được. Thơm. Lạp xưởng tươi ở quê nó thơm cái mùi ấp xanh. Xu dắt nước cam này. Cái đầu của con nó bù xù dữ rồi Xu. Giỏi quá. Chiên nước lạnh xong rồi nó rút lại. Nãy ngân chế cũng ít nước mà nó rút lại nè. Nó rút nó khô lại luôn rồi, lập xưởng nó ra cái nước mỡ nè. Thì mình lấy cái nước mỡ đó mình chiên luôn. Chiên nó thơm. Rồi mình vớt ra rồi mà chiên nó cũng khô. Tại như bữa nay làm bánh nhân lập xưởng không có xúc xích. Xưa nó thích ăn giặt kiểu như này. Rửa nhỏ nhỏ vô vô thôi. Mình quậy cho cái bột nó đừng có lắng ở dưới á, cho nó đều bột. Rồi bắt đầu ngon đổ nè. Đơn giản nè. Không gì khó. Cái này bé Xu làm cũng được. Cái này mà có men nổi mọi người là mình làm bánh pizza cũng được nữa. Nhưng mà đều bánh pizza thì không có làm bột năng. Đổ như đổ bánh xèo. Xong cái mà mình cuốn lại. Đổ lửa riu riu thôi. Ăn vặt chứ ngon lắm, hồi mình ăn chung với tương ớt, tương cà nữa. Rất là ngon. Đậy nắp lại mình hầm riu riu chừng 1-2 phút là chín rồi, nhanh lắm. Cái này có thêm xúc xích á. Cũng rất là ngon mà mình biến tấu vô thêm, ví dụ như là bắp Mỹ hoặc là ớt chuông mình xào với nhân á, rồi mình rắc lên trên cũng ngon nữa. Thịt bằm mình xào lên đó, mình làm đa dạng lên không. Nãy này thì Ngân làm kiểu giải chiến thôi đó. Cuốn lại à, thấy không, đơn giản chứ ngon lắm á. Thấy vậy à, cái người lớn mình cũng ghiền ăn món này luôn á. Rồi cho nó qua này. Ngân làm có một chiếc lạp xưởng nè, có mình bé Xu ăn. Thằng này muốn bánh mỏng thì mình làm bột lỏng. Cái bột nó cỡ vậy nè đó. Còn ví dụ như muốn bánh dày thì mình làm bột đặc một chút. Dễ ợt à. Ngân làm có nhắm chừng không, không bao giờ có liều lượng trơn. Cái này hơi dày ha, Ngân đổ hơi dày. Bánh này nhanh chín dữ lắm. Thấy không? Nó chín rồi đó. Mình để mở nắp ra cho nó khô bột đi. Nó ráo bột với nó vàng, nó giòn cái dành á. Bánh này làm cũng nhanh á. Mình pha bột rồi mình chiên lạp xưởng rồi mình đổ bánh trong vòng chừng 15-20 phút rồi. Ngon quá chừng. Để ăn bánh này mà. Rồi ăn thử viên Xu rồi. Ngon quá. Nó rớt cái lạp xưởng rồi. Mình đổ không vậy, mình không có cần phải chế dầu đâu. Cái chảo trong dính đấy. À, nó không có dính bánh.
bột hồi nãy nó hơi kẹo quá, mới vừa chế thêm chút xíu nước tại vì cái bánh sau lúc nào nó cũng kẹo hơn cái bánh đầu đó. Vừa lấy cái nồi nhé, mình trở liền, lăn liền để cho nó bột nó đừng có đóng cục. Làm mấy cái món này nít ăn khoái lắm. Cũng được. Cũng dễ ăn ha. Cũng ngon. Cũng dễ ăn ngon. Ừ. Dễ ăn nè, nó không có ngọt mà nó không có mặn. Vừa. Độ ngọt mặn ngọt nó vừa phải. Vừa phải. Nó không có ngọt quá ăn ngán vậy bà. Cũng ăn ngọt ngán. Làm bánh này dễ lắm mày, bữa nào ngán cơm mà làm nha. Có chỉ cần có bột mì với bột năng sẵn ở nhà. Với lên lạp xưởng. Này làm xúc xích cũng ngon lắm nha, xúc xích tươi. Này mình ăn tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise. Ba cái còn như bột đây nè. Rồi đổ một cái cuối cùng đi, vào ăn nghe xịu. Cái này thì bột hơi nhiều mà lạp xưởng còn có như đây là hết rồi. Quá trời. Tại vì nãy chưa bột lại đổ một cái không ha. Trời ơi, nó tráng cái chảo rồi. Quá trời. Kệ đi. Đổ hết tráng cái chảo luôn. Quá trời cái bánh này luôn. Bự. Cái này bự bằng cái bánh xèo luôn rồi. Quá ngon rồi Su ơi. Mê luôn rồi, Su mê luôn rồi. Ngon quá chừng luôn cả nhà. Ôi ôi, quá đã. Xịt cái chai tương ớt mà nghe nó hú hồn luôn. Cái này hơi cuộn tròn để cho nó dễ ăn chứ. Ụp lại cái như cái bánh xèo thì chắc hồi cuốn rau ăn luôn quá. Cái hồi mình cắt khoanh ra. Đó, trời ơi, quá đỉnh. Ngoại đó kêu ngoại ăn với sao. Đó. Vàng nè. Mấy cái dành nó vàng nè. Để ngang vậy đi. Để xui. Cái này nó bự quá. Vậy là xong rồi đó. Quá trời ngon. Rồi, mà cả nhà cùng ăn bánh buổi chiều với bé Su nha. Bưng lại trước ăn đi cho mát con ơi. Rồi. Con mời cả nhà cùng ăn bánh với bé Su nha. Ăn thử cho ngon không con? Mẹ con không ăn, bé Su mới mời bà ngoại ăn, bà ngoại không ăn. Bà ngoại ra giường mình cỏ giường ngoài sao rồi. Đi qua gì? Ăn trước hả? À, đi qua dì ba chơi về mẹ con sắn tay vô làm công chuyện đủ thứ cái chuyện. Bên mà, bên cái bên mình có cái bên đúng không? Tại vì mẹ không thấy ngoại là mới biết ngoại ra giường thì cái bên hay là anh sao thì cũng là bằng cỏ. Chấm tương ớt tương cà. Cái này có mayonnaise nó ngon hay sao? Bột vừa ăn không con? Thôi ha. Su nó phải ăn vậy. Ăn cơm mày xong mày. Ủa tự nhiên ăn cơm. Ăn bánh xong rồi tắm rửa. Nghỉ ngơi rồi. Ủa? Mẹ nói ngược. Ăn bánh xong rồi nghỉ ngơi. Rồi tắm rửa. Giờ cũng 5 giờ chiều rồi cả nhà ơi. Ngân thì chiều không có ăn nổi. Ăn bên dì ba quá trời no rồi.
Vì ba còn cho mấy trứng hột vịt đem về chút rồi ăn tiếp nữa. Là vậy là trừ cơm luôn. Nếu mà có đói thì ăn thêm mì gói hay gì là xong. Kêu mẹ khỏi nấu cơm. Mình có ăn hết như đó nổi không Xuân? Nổi không con? Ăn tới đâu hay tới đó hả? Con thích cái này hơn là pizza hay là pizza? Con thích pizza hơn này? Cái nào cũng được hả? Nói chung là ngon đúng không? Tại vì bé Xu nó thèm, nó thích ăn bánh này nè, nó thèm, nó kêu con làm, con hay làm bánh này cho bé Xu ăn ở trên phố cũng vậy. Thì hổm ngày về quê không có làm mà bà thèm, bà kêu là chiều mẹ ơi làm bánh này cho con ăn nay con thèm rồi, hôm nay con làm. Cái bột này nè mình pha, mình làm kiểu này mình pha thêm chút bột năng bằng cho nó có cái độ dai, độ dẻo á. Chứ bột mì không thì sợ nó hơi bở. Nhìn ăn thấy ngon làm hết sức à. Bản chất Su đã thích ăn lạp xưởng rồi. Làm cái nhân bánh này là hợp lý luôn. Đâu cho con cắt cho mẹ cái. Mẹ tự cắt luôn. Chấm miếng tương cà với tương ớt. Ăn cái này có chấm lắm hay không? Mời cả nhà nha. Cắt ra. Vơi mẹ lửa con hả? Nó là nước mà lấy lửa khác rồi con. Lạp xưởng thơm, thơm mùi ớt xanh. Mình chiên á. Cái giòn giòn thơm thơm, mặn mặn ngọt ngọt, bánh thì dẻo dẻo dai dai, nghe vị sữa, thơm sữa, có hột gà trong đây nữa nè. Rồi nói chung là ăn được, ngon. Dành cho những người thích ăn vặt là biết ăn cơm. Và nhất là những gì? Và nhất là những mà mấy em mà nhỏ nhỏ, nói chung là mấy đứa nít á, nó khói ăn lắm. Trời này uống nước không cũng no, khỏi ăn uống gì hết. Ấy chết cha, sao rồi mẹ hậu đậu như ta. Nên mày để mẹ ăn luôn chứ. Rồi mẹ ăn thử miếng này nữa vậy. Con ăn đi nha. Ngoại không ăn mẹ cũng không ăn đâu, con ăn hết đi. Con để tương cà tương ớt sát vô cái dĩa, con để sao đó. Đúng rồi, không? Mình để vậy mình chấm nó tiện hơn ha. Chấm nhiều quá. Sao sợ hao hả? Nhà hết tương ớt rồi, hồi nãy đi tự nhiên vô trong đó mà quên. Ghé mua bột mà quên mua tương ớt. Nước cơm mình pha bột này nè. Phải có sữa. Thiếu sữa là nó không ngon. Ăn ngon là nhờ cái vị sữa, nó ngọt ngọt bé bé thơm, thơm sữa thì nó mới ngon, dẻo dai mềm. Ngân về quê là Ngân cũng hay mua vé số lắm luôn á, đi xuống phà là ai mời cũng mua hết trơn. Hôm qua Ngân dò 10 tờ đặt lắc hết trơn, mỗi tờ Ngân mua 2 số, 10 tờ nhóc luôn, đặt hết trơn không tốn được con số đầu. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để cho Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Đường trước nhà Ngân đi ra ngoài đó là ngay cái bờ sông ngay đó luôn á.